Idol Gia Thị Linh lấy tiền ở đâu để hết mua nhà rồi mua xe? Bỏ qua drama với người yêu cũ của idol top top Gia Thị Linh từ qua đến nay, ai cũng biết cô nổi tiếng trên mạng với những clip triệu view đi du lịch sang chảnh và sắm nhiều đồ hiệu. Cô sở hữu một lượng fan cực khủng trên mạng xã hội. Chính vì điều đó nên cô đã có rất nhiều job quảng cáo cũng như mở rộng mối quan hệ. Cùng với tài kinh doanh buôn bán, cô cùng gia đình có một kho hàng lớn tại Hà Nội. Thu nhập của Gia Thị Linh ước tính thu về 100 triệu đồng mỗi tháng. 2021, dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống, nhiều người còn đang chật vật, đầy khốn khó, thì mọi người vẫn thấy Gia Thị Linh tậu nhà mới, rồi gần đây mua xe cực sang để phục vụ cho những chuyến đi du lịch và sống ảo của mình. Biết kiếm tiền, có học thức, thông minh, đúng chuẩn, con gái thời đại mới hội tụ đủ 3 yếu tố, trí tuệ, nhân cách, sắc đẹp. Ôi nhưng mà nếu vướng phải đu đưa với người yêu cũ đã có vợ thì xem lại cái nhân cách đi anh em ạ. Phân biết là kiếm được nhiều tiền, nhưng theo anh em, idol Gia Thị Linh đã lấy tiền từ đâu để có thể mua được nhà rồi mua được xe?